Chào mọi người, hoan nghênh mọi người đã quay trở lại với tựa game Assassin's Creed Valhalla. Như đã nói tập trước, tập này mình sẽ đi lấy một cái bộ đồ chiên vô phòng rủ. Thì đây, món đầu tiên nó nằm ở đây. Đây, ở đây nha. Cái này là Syrup Shrine này. Nó nằm ở ngay một cái outpost. Archival là chỗ Hugay Renam. Ở đây, ngay phía trước đi. Phong cách chơi của mình là vừa chơi vừa khám phá vừa làm nhiệm vụ luôn, chứ không có chuyên về một cái nào hết. Nếu mà chuyên về khám phá không đi lấy đồ không mà ít làm nhiệm vụ thì cũng không hay, mà chuyên về làm nhiệm vụ không đi lấy đồ thì nó cũng hơi chán, nên kết hợp cả hai, vừa làm nhiệm vụ vừa thỉnh thoảng đi khám phá lấy đồ. Ở đây có món này. Có lính canh hả? Lính canh đây. Không phải, cái này nằm phía dưới này. Đợi mũi vô. Hai con hết mấy thằng đứng trên cào đi. Nó xuống rồi. Nhiều chuyện lên kìa. Nuôi cái chó nữa kìa. À không, con thằng đang ngủ. Thanh niên đứng cạnh, đứng cạnh. Ồ, đây nhiều đồ lắm. Bảy món đầu tiên sẽ là gì đây? Guardian Helm. Đấy, cái bộ đồ này nó chiên, nó sẽ tăng phòng thủ lên khi mà bị bao vây bởi hai cái địch trở lên, và nó đồng thời nó tăng luôn đam cận chiến. Mới một món thôi đó. Lên level luôn. Đây mình nhìn ra đây còn khá nhiều, lấy cho hết luôn. Lỡ rồi, lấy cho hết luôn. Có hai món.
đó còn nhiều thế. Này thì sao quá. Có thằng nào ngu mới dặn đạn kìa. Ở đây, ở đây. Lính đây. Chân này bên kia vẫn còn đây sao quá ta, đi đường này cũng có lý đấy. Ồ đây nhiều đồ khiếp. Dưới còn khoan 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 đồng bạn chết sạch rồi mà còn này thôi, chết luôn đi. Ấy, ngoài đi. Rồi, khu này xong hết nhé. Mình sẽ nâng cấp và đi tới cái địa điểm tiếp theo. Món thứ hai nằm ở chỗ có tên là Quarkford. Góc này luôn, trên này. Và trùng hợp là chúng ta sẽ tới đây để nói chuyện với Cleobert luôn. Một công đôi việc.
Wow, xa quá. Một chiếc kia. Sẵn tới đó nói chuyện là bớt được. Con của cái ông vua xứ Mesia đang học hỏi để sau này lại làm vua. Tới ngay chỗ này rồi. Chỗ này không à? Đúng rồi, đúng rồi, có con thuyền nó đang chặn cái lối vào đây, chúng ta sẽ bắn cho nó nổ. Nhanh đi, trời, đứng vậy cũng chính. Họ vô luôn, vô luôn, vô luôn, vô luôn. Chỗ nào nó để dấu hiệu thờ Satan nữa nè, sừng dê. Radiant Cap. Sẵn ra nói chuyện với lại Cleopatra luôn. Mấy cái dưới này không có lấy được nữa. Nó chỉ là một cái quặng gì đó thôi. Là bớt đang ở trong nhà chính. Chuyện cái này nó sẽ dẫn tới nó sẽ tiếp tục nhiệm vụ thôi. Thôi 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 khoan, để mình làm xong, lấy xong bộ đồ đi rồi nói chuyện sau. Đây, món tiếp theo nó nằm ở mút ở dưới này, ở vùng đó có tên là Sen, cụ thể là Canterbury. Hãy nó nằm ngay đây này. Đấy. Đẹp chưa? Quá đẹp.
Mọi người nhìn nhìn bên này này, giống hình con rắn đang trường luôn. Phải, nguyên hình con rắn luôn kìa. Phải không? Đuôi rắn ở đây, mắt rắn có cái lưỡi này. Nằm trong này đúng không? Ui, no. Trời, tụi nó chết. Venite, adoremus et adetale tamero. Felicite sider, ducet vos in terram et promissa. In tua et anima domini mea percussit. Không qua được. À, nằm dưới này. Ok. À, mấy người kia là chỉ điên. Trong nhà thờ thì có mỗi món đó rồi. Muốn lấy nữa chúng ta phải ra ngoài. Một viên ớt ba. Nhận được một cái Chiba Salation, một cái kim con ngựa luôn. Sorry, sorry. Đi ra kiếm cái chỗ đổi ngựa kìa. Đây, đổi thử con ngựa nó coi như thế nào. Một con ngựa vằn vện. Nhìn nó vẽ khá giống bộ xương. Chạy nhanh lên nào. Con này cứ đi từ từ, chạy nhanh quá bị tụi kia phát hiện kìa. Né tụi nó ra. Không muốn giao tranh ở đây. Ngựa này nó không cho chúng ta đổi trực tiếp mà phải tới lại chỗ mấy ông giữ ngựa nè. Ông chăm sóc cho ngựa mới đổi được. À đây nữ. Phải. À, một con ngựa có vẻ hình xăm. Ghê. Đổi liền, con được tên là Chibo Stallion. Món tiếp theo nó nằm kế bên. Đây, chữ sen này nhá, nó nằm ngay khu này. Đấy. Khá gần. Tao có làm gì tụi bay đâu, mày điên hả? Ngựa đâu? Giờ tập trung vô lấy đồ, không đánh đấm. Lấy đồ xong tha hồ đánh đấm sao? Cái áo hoàng kim mình đang mặc nó cũng khá mạnh nhưng mà
chúng ta phải kiếm đủ bộ mới phát huy được cái mấy cái bonus của bộ đồ. Còn giờ có mỗi một món thì khó. Lấy cái chìa khóa trong này. Đi bộ thôi, đi bộ thôi. Đừng có chạy, chạy nó để ý. Kiếm đường này chỗ đây ra. Chết đi. Rồi. Một cái chìa khóa thứ nhất. Món này chúng ta cần hai cái chìa khóa. Thứ hai nằm ở đây. Mà gì gì? Cái gì đấy? Chán sống rồi. Kìa. Wow. Chuyện sống với anh. Có thằng nó bàn đắng nhỏ kìa. Chạy mày, tao đi lấy đồ. Trên đây. Ok. Rồi. Bao tài. Cảm ơn mấy đứa nha. Bỏ xuống đi. Bắt cho bò được không ta? Cho nên không được đâu. Phải đi ra những cái chỗ không có bị canh gác cẩn mật. Ồ, ra đây phát cho bò được rồi đấy. Món cuối cùng nó cũng nằm ở sen này. Mà nằm ở góc này. Dưới góc này này. Bây giờ game là bị lag. Đang chơi nó bị rát cái dân cái luôn. Quá tài. Làm cho phải chạy lại từ đầu. Thấy người mới đẹp không? Người cũng xăm mình. Người đen xăm mình chặt. Làm công tình chạy nãy giờ. Em đúng càng update càng nhiều lỗi ta. Lần update trước thì nó ít lỗi. Từ hồi nó update 1.04 lỗi còn nhiều hơn.
Bữa giờ bị đang chơi bị rách dần cả 2 lần rồi. Lấy cho heo rừng được thôi, thôi không chơi bọn mày đâu. Rồi nó lại giấu cho một pháo đài, biết ngay. Thôi lần này sẽ lẻn vô, tránh kinh động bọn lính lẻn vô. Rồi, tới đây chưa? Đội mũ lên. Đông gì sao lẻn vô được? Kiểm tra đi. I should not be seen in this area. Lên. Ui, có hàng kia không đến. Nằm bên kia. Ui, đông quá. Quá muốn lẻn cũng khó. Được luôn. Vô lấy đồ rồi phẳng. Gì cơ? Ở đây có bí kíp. Thôi, không muốn đánh nhau. Bí kíp nhập trong đây. Cửa bị khóa. Chìa khóa để múc trên kia.
thoải mái cho nhanh. Chừng nhóc lên nhóc nhà, lên nóc nhà kiếm chìa khóa. Đấy rồi, xong. Nhìn đi. Rồi. Cô thanh niên đang sớ rớ đây. Sớ rớ đây hả? Kiếm ai? Bí kíp gì đây? Thorn of Slumber. Bắn cả cái mũi tên tạo ra một đám mây độc khiến cho đối thủ ngủ. Tưởng thế nào? Điên kia vẫn còn ngơ ngác, còn nay vàng ngơ ngác. Nằm đâu ta? Đường hầm nào gì? Hai thằng luôn. Mày ghê. Đỏ bắn cung với anh. Chạy đâu cho nó. Đây còn lính á. Cái đồng đồng này. Đã kiểm tra đi.
Cái thằng ngu này. Phi lý thêm nữa. Titanium. Rớt xong luôn. Đây rồi. Món cuối cùng nó nằm đây này. Phải. Mà mình phải kiếm cái bình đỏ trước. Ở đây không có bình đỏ. Phải đi kiếm vòng vòng. Đây làm gì mà sáng thế? Liên hoàn tiễn. Chết đi cưng. Cưng chưa? Lại đây cưng. Hổm láo ai.
Phổng láo dài. Chết đi. Mày. Hổng với ai chứ hổng với anh không được đâu. Đi lấy món cuối. Tắt lửa lẹ cho tao nhờ. Là chỗ sáng thổ xe đồ nè. Đấy, 34 20 38. Cái này mới màu cam thôi mà thua có 4 điểm rồi mà. Đấy. Chiên phòng thủ 2 đường quanh 27. Màu xanh 27, mình nói màu cam chưa nâng cấp mà đã 28 rồi. 2 món. Cái này có 32. Chiên vòng thủ khiếp chứ. Ôi cũng đẹp đấy chứ. Làm toàn da không. Giờ mình sẽ về. Về gặp thợ rèn nâng cấp lên. Lực chiến giờ 171. Bộ này đẹp chứ không. Đâu xấu đâu. Giống bộ giáp trong The Witcher 3. Giống cái bộ Griffin hay ta. Không không. Một cái bộ trong The Witcher 3. Nhưng mà cái bộ gì đó mình quên mất. Đẹp chưa. Đây còn mấy cái nhỏ lấy cho xong luôn chứ. Hai điểm kêu nâng luôn. Nhanh nào, còn mấy cái nữa luôn cho xong. Sáng quá. Bây giờ nâng cấp lên coi nó có đẹp không? Nó có đẹp hơn hay không? Một cái ngay đây. Thor lends me strength. Quay cũng gì? Đấy, cứ ring the bell đi. Thích thì cứ ring bell đi. Khu này mình giết chỉ huy là coi như xong rồi. Hoàn thành cái nhiệm vụ rồi. Không cần phải giết hết bọn lính đâu. Hai cái. Lại bị chặn. Chặn cửa. What? What? Nice.
cái cuối trên này. Oh game, mũi tên bốn phương tám hướng luôn kìa, sợ quá sợ quá. Bắn vào đầu ta. Rồi xong. Rồi, tạm biệt mấy đứa, anh đi đây. Đồng không? Đồng không? Đồng không? Chết hết ngay. You will pay. Ai trả giá? Còn thằng kìa. Cho mấy cưng cơ hội biểu diễn rồi đấy. Mấy cưng làm anh thất vọng quá. Năm sáu thằng không chịu nổi. Rồi giờ về nhà thôi. Ra khỏi cái chỗ này mới phát cho bồ được. Có vẻ buồn gì? Đúng vậy, Sven là bạn tốt của tôi đấy. Tôi biết tôi rất tiếc về đã gửi anh ta đi. Nói chung là anh ấy đã hy sinh danh dự vì gia tộc. Ông này là bạn của cái người mà đã chết. Lần trước chúng ta lại thăm mộ, mình nhớ. Có cái cô đó, chúng ta ngồi nói chuyện. All my pieces are good. Đấy. But that one's very good. Ông đó ông bảo bộ này thì tốt nhưng mà hơi cũ. Đừng cấp lên thì cực tốn khoảng một cái nít keo ingot mình có tới 23 cái. Nặng lên. This will serve you well. Ra lên, nâng luôn. You have a keen eye for quality. Bam mô. Worthy of the gods. Nếu mà muốn nâng lên đồ hoàng kim thì phải cần cái cục này. Tích sen in God. Mà mình không có miếng nào hết. Một sai. Cung này dùng hơi nhiều. Nâng lên luôn. I feel like you're proud, Bob. Look how strong you are. Đó này mát rồi hết nâng. You are looking powerful. Ấy, nhìn cậu đầy sức mạnh rồi đấy. Rồi, cảm ơn ông. I have to go. Fight well, Eivor. Wow. Nâng cấp lên nhìn nó khác biệt liền người thấy không? Anh trên này im im nhé. Nó nhảm hoài. Đợi mũ lên coi. Ngầu chưa? Giáp này đẹp chứ bộ. Đâu có xấu đâu. Kingly in nature, but not in fact. A protector of holy wisdom. And this protector had a wife, a scholar, who spent
her days reading ancient tomes and deciphering the secrets of the desert. I hope to see you soon. Tới lúc đi cắt tóc ở một tóc khác. Mình mới mua, mọi người thấy cái cây nào? Cây này là do mình mua những cái mẫu trong cái cô này bạn. Muốn thai thì chúng ta vô đây này. Đấy. Cây xanh, đang dài cây xanh. Đổi qua cây đỏ với trắng này. Không. Mà thấy cây xanh đẹp hơn, để cây xanh này. Saga tree. Rồi, đi kiếm cái ông làm tóc. Eivor, good to see you. Ủa? How are you, Toby? Cô sao rồi, Toby? Much better now, I think. Giờ tốt hơn rồi, tôi nghĩ thế. Sven every day. Ngày nào tôi cũng nhớ tới Sven hết. His hook got infused in every design. Believing that, it helps. Glad to hear it. And happy to offer myself as your first canvas. Good. Let's get started. I've been working on some designs. Ủa? Như vậy là cái người trước đây đã xăm mình đã chết rồi. Giờ cô này là thế rồi ta. Chắc vậy rồi. May I see your stores? Chúng ta có cái gì mới? Ravenwood. Mình xăm trên đầu. Nhìn kinh quá. Không có nào giữ ý vậy ta. Đợi đi. Tóc mới đây. Trời. Cũng như cũ. Có gì khác đâu. Đậu xanh. Để râu này đi. Vậy cũng được rồi đó. Nothing more? Rồi. Until next time, Eivor. Sẵn nâng cấp làng chút xíu. Này tăng chỉ số gì cho mình đây? Tăng 3 giáp. Cũng được. Mình có tới 200 mà nâng luôn. Lên level 5 chưa? Chút xíu nữa mới lên. Ủa? Vẫn còn nâng cấp được. Chà. Lại tăng thêm 3 giáp nữa thôi, từ từ. Ở đây còn nhiều liều lắm. Thôi thấy tội nâng nữa nha. Chứ tôi không cần tăng áp sát. Không cần nam sát nhiều. Này là nam hay nữ? Nam hay nữ? À nữ nữ. Rồi hãy tội nâng cho cô. Có nhà có cửa ở. Rồi nhà lên level 5 luôn. Chắc chắn luôn. Nhà của Carrie. Làng lên level 5 rồi. Ủa rút cuộc lên chưa rồi? Sáu mươi. Giờ mình không đủ nâng nữa. Còn có 55. Giờ gắn ngọc thôi. Thì tốn mấy cái cuối nó mới tốn nhiều. À, bây giờ là không đủ để nâng má cái này. 900, 400 hơi nhiều.
không đủ vải. Không đủ vải thì lại bà kia mua. Này full à, 3 món full. Kém nâng cấp cho full hết luôn. Không đủ. Vậy là mới được full 3 món. Chúng ta thiếu da. Rồi, giờ để coi làm nhiệm vụ nào. Ở đây có cái nhiệm vụ của cái lão chủ trì viện bảo tàng. Giúp lão ấy đi. Bởi vì để hết lâu. Nhà này. Con người đang giữ chìa khóa. If I find one crack, that statue is as fragile as the rest of my collection and costs more than. Ủa sao không lấy chìa khóa đi được? Phải nói chuyện à? Tôi có một người bạn cần một cái người La Mã nhỏ tuổi như anh. Tôi không biết người bạn đó là anh, nhưng mà tôi không cần. Thằng này cũng là người La Mã. Osbert. That is delicious. Yes, Osbert. Osbert đấy, một cái tên hơi ngu đúng không? À, thằng này nó cũng là người chuyên sưu tầm những cổ vật La Mã. Muốn dụ này đi theo mình, chúng ta phải cần tới charisma level 5, sức thu hút level 5 mà mình mới level 2 không đủ. Cho nó tiền đi. Rồi. Oh, cảm ơn. Thank you. Well, I should hope so. You may take the legionnaire. Rồi, nó giấu bức tượng trong nhà, chúng ta vô trong lấy. Đâu, tượng đâu? Bức tượng, mang bức tượng này về cho cái lão ở quê, ở làng mình chứ. Take this back to Osbert. Quay về đưa cho lão Osbert. Một 1200 điểm kinh nghiệm. Đây, tượng của ông đây. Octavian. I have something that may interest you. Có thứ này ông sẽ thấy thú vị đấy. Cái gì? Hắn đưa cho anh cái này à? Thật là tuyệt vời. Làm thế nào anh mang cái này về được? Không cần phải hỏi, mà không phải nghe nói dối nữa. Tôi chỉ hy vọng là ông sẽ thích nó thôi. Ôi, cảm ơn Eivor. Cảm ơn anh rất nhiều. Bây giờ phải đưa cho ông này 7 cổ vật mà mình không có được. Mình không có đủ 7 cái. Rồi. Chưa lên level được, xíu nữa mới lên. Cổ vật Roman đâu? 5 cái rồi kiếm 2 cái. 2 cái rồi mới đưa cho lõi được. Ý, nó cho chúng ta thêm đồ kìa. À không, không phải. Giờ phải kiếm thêm vải mới nâng cấp được. Đây, đi thu thập những cái cây để chế lò thuốc tiếp theo của bà Valka. Nằm múc dưới này. Ồ, chắc họ quay xong mình phải dành thời gian đi lấy mấy cái này thôi. Đội mũ vô nhìn nó sao sao. Và game nó mới vừa bị đứng hình nữa. Lần này chắc lần thứ tư, thứ năm gì đó. Bó tay đi. Đang nhảy xuống nó đứng luôn. Hy vọng lần này không đứng nữa nhé. Phải hồi nãy làm cái pha nhảy xuống đứng luôn. Đội cái này giống tụi Mông Cổ vậy.
À, thông báo một cái tin vui mà cũng không vui cho mọi người biết là bây giờ là tháng 12 rồi, thì vài ngày nữa sẽ có bên game thường Việt sẽ tung ra một cái bản Việt hóa của tựa game Mafia Defected. Đó chính là cái bản Mafia 1 được làm lại trên nền tảng đồ họa mới, và cốt truyện thì giữ nguyên, có cải tiến chút đỉnh. Nói chung là một tựa game Mafia khá hay. Mình không nhớ là cụ thể là ngày bao nhiêu, nhưng mà hình như là khoảng đầu tháng 12 á, ngày 10 hay ngày 15 gì, mình không nhớ rõ lắm. Và bây giờ thì là đang có cái team sale nữa. Mà đáng tiếc dạo này mình đang bị ghi màn túi, nên mình sẽ không mua bất kỳ tựa game nào cả. Nếu mọi người muốn mình chơi thì có thể donate để mình có tiền mình mua, còn không thì cứ đợi. Cứ đợi thời gian nữa mình để dành được thì mình sẽ mua. Mình thông báo cho người biết gì thôi. Cái gì vậy? Ivor mới vừa bảo có ma thuật đen ở đây. Chúng ta phải tìm cách phá cái nguồn gốc tạo nên cái ma thuật đen này. Phải kiếm cái gì? À, bình lửa đây. Quăng bình lửa vô phá. Có người đã sử dụng ma thuật đèn này, khiến cho nó chỗ này bị nguyền rủa. Đứng đây quăng luôn được. Vẫn chưa được. Đinh công mạnh. Rồi, cuối cùng phá được. Yeah. Ta là vào luôn. Đi. Let's see you. Okay. Ngay trong ngôi làng luôn. Sao đây chàng đầy tử khí thế? Nó nằm trong một cái hang động. Cái hang động bí ẩn. Chả thấy gì hết. Đây. Bước xuống đi. Chết thế. Một cái thử thách nữa. Thôi. Không đọc đâu. Cái gì rồi ta? Kiếm chìa khóa. Chìa khóa kìa. À, đây. Rồi.
Landfall. Xuống nhanh. Trời ơi, là bị khóa. Bên kia có chìa khóa kìa. Bên nào có đồ, bên nào có đồ. Này hết rồi. Rồi, đi dưới. Hy vọng chìa khóa này đúng. Đây là chỗ chúng ta chưa. Lên. Lên. Kỳ chưa. Còn một bông hoa cuối cùng thôi. Chìa khóa giữa trời sao lấy. Mày nhảy lên trên đây nè. Biết cách rồi.
Cánh nha, cánh nha. Ý, ngon lành. Đẩy nó ra đi. Đậu xanh. Không bấm nút đẩy được. Kiếm đủ quá. Kiếm đủ thuốc rồi. Trong kia có cái rừng, không biết có cái gì. Đã dậy còn sương mù. Hướng này, trong khi hướng này cũng có cái tay cầm mà không mở được, hơi cấu ghê. Giờ mang mấy cái thuốc đó về cho Blanca và báo ca chứ. Mang cái thuốc nó về là chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với Asgard. Trong này họ ở nick gel in god thôi mà cũng làm được ghê. Đấy, lượm cho bà một đống luôn, cho bà tha hồ và chế thuốc một viên Oban. Lại cái chìa khóa nào ở đây nữa.
hang này, hang này, hang động chìa khóa gì. Đi tới đâu cũng cần chìa khóa. Đây là nơi nào? Sẵn đi đi cho hết luôn. Tiếp tục phải leo. Nó cất giấu với một gì kinh vậy. Hy vọng phần thưởng sẽ xứng đáng cho công sức chúng ta bỏ ra. Một cái tablet kìa. Cái tablet là cái đồ cần để nó là một cái phiến đá cổ xưa. Chúng ta cần 11 cái đó để lấy được thanh gươm. Thanh gươm của vua Arthur. Thanh gươm Excalibur. Vậy là vô tình kiếm được miếng. Sẽ thích tập này, nếu thấy hay hãy để lại một like, một share và nhấn vào nút chuông đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại trong tập tiếp theo. Bye bye.